Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trước hết là thông tin cập nhật tình hình đại dịch trong nước và thế giới. Việt Nam hơn 27.000 người đang cách ly chống dịch COVID-19. Theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến chiều ngày 4 tháng 5, cả nước không có ca mắc mới nào được ghi nhận hiện vẫn còn hơn 27.000 người đang cách ly phòng chống dịch COVID-19. Đã 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn ghi nhận 271 ca bệnh COVID-19. Ca bệnh số 271 ở Việt Nam là chuyên gia người Anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến thời điểm này đã có 219 trên 271 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện. 52 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị theo dõi sức khỏe cho 40 bệnh nhân. Bệnh viện tuyến tỉnh điều trị theo dõi cách ly 11 bệnh nhân và tuyến huyện là 1 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khỏe ổn định trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe, hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Theo khuyên cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh thâm nhập vào trong nước vẫn còn hiện hữu, do đó chúng ta không được chủ quan trong phòng chống dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo, người dân cứ thấy không công bố thêm ca bệnh mới hoặc rất ít ca bệnh COVID-19 thì coi như an toàn, nhưng thực tế là không phải vậy. Đây là điều phải cảnh giác, chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra để người dân phải tuân thủ các quy định đã được cơ quan chức năng khuyến cáo để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 toàn cầu Đến chiều ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là hơn 3,5 triệu ca, gần 248.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất với hơn 68.000 trường hợp. Brazil có xu hướng thành tâm dịch mới với số ca mắc Covid-19 vượt 101.000 người, trong đó có 7.052 ca tử vong. Thông cáo của cơ quan y tế Brazil nêu rõ, trong 24 giờ qua quốc gia Nam Mỹ đã ghi nhận 4.588 ca mắc mới với 275 trường hợp tử vong do COVID-19. Bộ Y tế Brazil cũng xác nhận tới nay tổng số người được chữa khỏi là 42.991 người, chiếm 42,5% tổng số ca bệnh, trong khi 51.131 người khác, 50,6% hiện đang trong quá trình chữa trị và 1.364 trường hợp tử vong vẫn đang được điều tra để xác định nguyên nhân. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 135 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên 25.800 ca, trong đó có 3.819 trường hợp đang được điều trị đặc biệt, giảm 8 ca. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp trong suốt 25 ngày qua. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có dấu hiệu lắng dịu hơn, một số nước đã gỡ bỏ một loạt biện pháp hạn chế và bắt đầu nới dần lệnh phong tỏa khi qua đỉnh dịch. Italy chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19 với việc gỡ bỏ một loạt biện pháp phong tỏa. Hơn 4 triệu lao động Italy sẽ quay trở lại làm việc. Đặc biệt sau gần 9 tuần thực hiện một trong những lệnh phong tỏa khắc nghiệt nhất châu Âu, người dân Italy đã được phép đến thăm gia đình, người thân. Những thông tin đáng chú ý trong tỉnh sẽ được tiếp tục bản tin 16 giờ hôm nay. Sáng nay ngày mùng 4 tháng 5, học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh chính thức đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong buổi sáng ngày hôm nay đã có trên 76.500 học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông quay trở lại trường. Theo thống kê, trong ca học buổi sáng của toàn tỉnh, tỷ lệ học sinh khối trung học phổ thông đến trường là 7.540 em, đạt tỷ lệ 96,3%. Khối học sinh trung học cơ sở có 20.987 em, đạt tỷ lệ 94%. Khối học sinh tiểu học có 39.219 em, đạt tỷ lệ 92%, và khối mầm non lớp 5 tuổi có 8.756 em, tỷ lệ giao lớp đạt 84%. Để thực hiện giãn cách học sinh, các trường học đã bố trí chia lớp, học lệch ca buổi sáng và buổi chiều. Việc giám sát đo thân nhiệt, rửa tay sát quẩn được triển khai chặt chẽ. Ngay trong dịp nghỉ lễ các trường đã tổ chức phun thuốc khử trùng, tổng vệ sinh các lớp học, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế để đón học sinh quay trở lại trường. Trong ngày đầu học sinh các cấp trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra một số trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố để nắm tình hình học sinh ra lớp cũng như việc thực hiện phòng chống dịch, nắm bắt vướng mắc khó khăn của các đơn vị khi thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn trường học để có phương án giải quyết kịp thời. Qua kiểm tra, hầu hết các trường học đã chú ý phương án bố trí lớp học, giờ học để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay, thiết bị đo nhiệt độ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, không tổ chức các hoạt động tập thể, tránh tập trung đông người. Học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt trước khi vào lớp đồng thời có kế hoạch triển khai dạy học đảm bảo tiến độ theo nội dung chương trình tinh giản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn. Đối với khối mầm non, việc tổ chức hoạt động bếp ăn bán chú phải đảm bảo an toàn theo quy định. Hiện nay đối với khối mầm non mới chỉ có học sinh lớp 5 tuổi được ra lớp, dự kiến sau thời gian học sinh các cấp đi học trở lại thì một tuần sau đó các lớp trẻ khác dưới 5 tuổi cũng sẽ đi học trở lại. Sáng nay ngày mùng 4 tháng 5, hơn 76.500 học sinh từ khối 5 tuổi của cấp học mầm non và học sinh các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh đồng loạt quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dài ngày để phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận trong ngày đầu tiên đón học sinh tại trường tiểu học Ngọc Xuân, tiểu học Hợp Giang và trường mầm non mùng 1 tháng 6. 7 giờ sáng tại trường tiểu học Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng đã có rất đông phụ huynh và học sinh có mặt tại trường và xếp hàng lần lượt để đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Để tránh tình trạng ùn tắc ở cổng trường vào giờ cao điểm, lúc đưa và đón học sinh, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đưa đón học sinh không dùng ô tô đi vào sân trường. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Ngọc Xuân, thực hiện việc phân luồng giao thông, đồng thời khuyến cáo phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, trước, trong và sau khi học. Nhà trường có tổng số 656 học sinh với 16 lớp học. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các lớp học được chia thành 2 ca sáng chiều, mỗi lớp không quá 20 học sinh để đảm bảo giãn cách chỗ ngồi. Trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên trở lại trường thì sau thời gian nghỉ dịch, toàn thể phụ huynh cũng như là tất cả học sinh trong trường đều có ý thức thực hiện đảm bảo vệ sinh phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tất cả học sinh đều đeo khẩu trang nghiêm túc trước khi vào trường học sinh cũng có đầy đủ trang bị các cái đồ dùng cá nhân như là bình nước uống rồi là khẩu trang khẩu trang cá nhân và trước khi vào trường thì các em cũng được rửa tay xịt rửa tay khô trước khi đến lớp nhìn chung thì hôm nay lớp học học sinh của các lớp đã có mặt đầy đủ và một phần trăm học sinh đều có mặt tại trường để đi học sau hơn 3 tháng nghỉ học do dịch Covid-19, tuy được triển khai học trực tuyến tại nhà, nhưng nhiều học sinh đã rất hào hứng và mong chờ được trở lại trường học tập cùng thầy cô và bạn bè. Hầu hết các em đều ý thức và chủ động trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, dù là ở lứa tuổi tiểu học. Sau khi mà một thời gian nghỉ dài, con được đến trường gặp lại các thầy cô và các bạn thì con cảm thấy rất là vui và hào hứng ạ. thời gian vừa rồi nghỉ ở nhà do dịch bệnh thì con cũng có được học và ôn tập và học trực tuyến nhưng mà con vẫn thấy thích khi mà đi học ở trường hơn vì sẽ tiếp thu được bài nhanh hơn và cô sẽ tiện giảng hơn ạ. hôm nay đến trường thì con đã được các cô đo thân nhiệt cho trước khi vào trường và trước khi vào lớp thì con có được cô hướng dẫn là rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp và hướng dẫn đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Đối với cấp học mầm non, theo phương án đảm bảo an toàn, chỉ có khối 5 tuổi đi học trước nhằm đảm bảo các cháu được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để bước vào lớp 1. Các khối 3-4 tuổi vẫn tạm nghỉ học đến khi có chỉ đạo tiếp theo. Toàn tỉnh hiện có trên 10.475 trẻ mầm non 5 tuổi. Trong ngày đầu tiên đi học, có 83,59% trẻ đến trường, với đặc thù là lứa tuổi nhỏ nên công tác phòng chống dịch trong các trường cũng được quan tâm đặc biệt và chuẩn bị kỹ lưỡng hầu hết các trường xây dựng các phương án đảm bảo phòng chống dịch như chia các nhóm giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đón trẻ đo thân nhiệt phụ huynh và học sinh hướng dẫn rửa tay trước khi vào trường đặt các pano bảng hiệu tuyên truyền trực quan sinh động ngay cổng trường nơi đón trẻ thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh phòng học các đồ chơi dụng cụ cá nhân phân chia nhóm lớp đảm bảo giãn cách không tổ chức hoạt động tập trung đông người một số trường học đầu tư hệ thống bồn nước rửa tay dưới sân trường. Đồng thời các trường học đều nỗ lực cố gắng tạo môi trường an toàn cho các bé, cân đối bổ sung thêm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong bối cảnh tình hình dịch được kiểm soát tốt khiến nhiều phụ huynh yên tâm hơn khi cho con đến trường. Hiện nay toàn tỉnh có 30 trường trung học phổ thông, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. 190 trường trung học cơ sở, 217 trường tiểu học và 184 trường trung học phổ thông. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi sáng ngày đầu tiên đi học, có 87.221 học sinh 5 tuổi của cấp học mầm non và học sinh các cấp còn lại đi học, tỷ lệ trung bình đạt 90%. Theo ghi nhận, hầu hết các trường đều nhanh chóng ổn định lớp học và nền nếp học tập. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình mỗi đơn vị địa phương nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và an toàn cho học sinh khi đến trường. Ngày 4 tháng 5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Sầm Minh Hồ, trưởng Công an huyện Bảo Lạc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Dự lễ có đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí cho ban giám đốc, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị phòng huyện thành phố. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy giám đốc công an tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó giám đốc công an tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá Đàm Xuân Thụ, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng tham mưu công an tỉnh. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí thiếu tá Lê Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng đồng chí Tân Phó Giám đốc Thượng tá Sầm Minh Hồ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới và mong muốn trên cương vị mới tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai những giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân phó giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, ban giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh. Vận đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách Đảng nhà nước, nhân dân và bộ công an tin cậy giao phó, xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày 4 tháng 5, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Lang đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020. 44 đảng viên mới đến từ các tri bộ cơ quan trường học tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Lan sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, dân tộc tôn giáo và nội dung cơ bản của các luật. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đồng chí đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó mỗi đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.